Rồi. Đất cái cày bự luôn. Rồi hôm nay đi test thử cái máy. Cái cỏ mới của Đắc Tông ha. Mẫu mới là có cái bánh xe mình tháo ra được luôn. Mẫu thì giờ gấp cho anh, gấp sẵn thế này rồi nè. Đó, gấp sẵn thế này. Ha. Đó, cắp lưỡi có bánh xe, hồi tháo thử bánh xe luôn. Bây giờ đang ở đồng không mênh mông cỏ. Đây. Cỏ mênh mông nè. Sử dụng một viên pin 4 rồi sẵn lắp dao khách luôn. Rồi anh lắp vô đi. Lắp ngược đây nè, lắp vô. Đúng rồi, lắp vô gì đó. Pin này còn đầy không? Nhấn nhấn thử cái pin còn đầy không? Còn ok, quên nãy đi quên test pin. Rồi đó, bóp bút được rồi đó. Khoan, cái này á, nó còn còn cái lưới nè, lột này ra. Này là cỏ dại nhiều nha, cỏ dại nhiều, xong rồi họ có mấy cây sậy đó để cắt thử rồi, tao bóp qua thử rồi, đúng rồi, bóp nhấn nút nhiều, nhấn nút đó thì vừa vừa đấy luôn, đó, đẩy thử rồi, cái này hơi ngóc cái đầu hay gì rồi, bóp 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 cái đầu cho nó xuống một tí. Đang ăn để cho nó ngừng cái đó. Cho nó ngóc cái đầu lại cái mình cầm cho nó. Đúng rồi. Nó chỉnh hơi hơi vuông quá nên là mình khó đẩy. Đó. Rồi, chơi. À, tùy cái địa hình đó, này để mà này nhờ tháo cái này ra cắt thẳng xuống dễ hơn. Địa hình nào để sân nào ngon, để sân thẳng á. Khoan, hình như nó cắt lưỡi quay ngược không ta. Khoan, bóp bóp thử coi, bóp thử coi nó quay như thế nào. Quay ngược rồi, ngược rồi, quay ngược rồi. Rồi cái này quay ngược ha, bây giờ mình tiến hành lắp ngược lại cái để cho nó ăn thử làm sao ha. Rồi bây giờ thôi mình tháo để chỉ luôn ha, bóp cho nó ngay vuông lên đi cho nó mình tháo ra cho nó dễ. Bóp bóp cho thẳng lại đó. Rồi lại lật cái máy lại để mình tiến hành mình thay cái đó ha. Trên đây nó có cái nắp chụp nè. Cái nút này thì bây giờ trong máy nó sơ cua cho mình cái này. Là để mình gắn vô cái lỗ này nè, là vừa nè, thấy không? Nhưng mà muốn để lắp được cái này á là lật ngược lên giùm anh cái. Lật đây nè, mình để ý trong đây nè. Nó có cái lỗ đây nè. Nó có cái lỗ đây nè. Tại nó sẽ xoay. Nên là một tay của mình á là mình sẽ lấy cây vít mình giữ lại đây. Một tay cây vít giữ ở đây, còn cái tay kia là mình cầm cái này để mình dặn ra. Nó ngăn ngược nha. Dặn ra là vô, vô là ra đó. Quay ngược lại, quay ngược lại. Đúng rồi. Nó là ngăn ngược. Đó, rồi mình giữ cái đó để mình dặn này ra. Hồi nó cần thì đổi thử cái lưỡi này, nó kèm theo cái lưỡi ha. Chứ kèm theo dây cước cho mình luôn. Dây cước thì cắt mấy nhà dân nào hoặc là sân vườn biệt thự nhỏ đó, người ta cắt cỏ chỉ thôi. Còn dây cước này cắt cái lớn nha. Nó vô cái lỗ nè, vô ngạnh này nè ha. Cái lồng đền mình chụp lại rồi xong cái kia mình dặn mình siết lại. Cái này khỏi chụp nút này cũng được đó nha. Không cần chụp nút này nha. Cái này mình bắt vô vẫn được luôn. Mình muốn chụp thì chụp. Vẫn chụp được, không chụp thì vẫn siết này lại được luôn. Ngọt đúng không? Quá ngon luôn rồi, ngon hơn cái nãy nhiều. Nãy lắp ngược găng. Rồi. Đúng rồi, cái này tháo bánh xe ra, tại cái bộ này nó gấp cho mình tiện thì mình lắp. Được.
Bây giờ gỡ luôn đi, gỡ không? Bây giờ qua bên vô đây mất mát nè. Rồi bây giờ chỉ cho gỡ, bây giờ em gỡ không gỡ cái đó. Là phải tháo hết cái lưỡi ra mới gỡ được. Tháo pin, tháo pin ha, nguyên tắc mình làm mình tháo pin nha. Nhiều khi điện đài trong đó nó cũng trục trặc thì nó mình cũng an toàn. Vậy nguyên tắc mình làm đụng tới cái lưỡi thì mình nên tháo pin ra. Pin này là pin 4 nha, 4 ampere. Rồi tiến hành mình tháo cái nắp này ra thì nó cũng tương tự thôi. Đó, mình phải tháo cái lưỡi này ra. Thì vẫn có cái lỗ ở dưới để giữ một thế để cho nó giữ cái bánh răng lại. Còn ở trên thì mình sẽ dặn ra thì mình dặn ngược. Dặn vô là mở ra. Rồi lựa thử. Này lột ra thì cũng không khuyến khích nha, nên tháo cái này ra thôi nha. Còn cái này đang test thử. Mình để cái đó chụp lại thì nó sẽ an toàn hơn cho này mình. Quay cái nào được không? Này có người xui chưa? Nghĩ chắc như nhau rồi. Không, hai chiều này hai lưỡi như nhau rồi. Kệ người xui gì cũng được. Lưỡi như nhau. Rồi, ok chưa, cứng chưa? Rồi, xong. Gom mấy cái này lại đi. Rồi, bây giờ ra tiến hành quất thử cái lưỡi này. Cái này chỉnh cho nó vuông tí ha. Cái này nó hơi thẳng rồi. Cái này em làm xong em có cái máy thổi lá kia của nó kẹp vô luôn là đi hốt này nhanh nếu mà chở nhà. Bữa đúng rồi. Cái này không phải vườn mình đâu, nó cũng đâu cắt. Đúng rồi, vườn cắt rồi bỏ luôn, còn ở trong nhà á. Giật hả? Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Chưa chắc á. Rồi, rung nếu mà nó rung là cái chừng nó không có vô cái nhàm. Nghĩ là vậy. Sợ nó không có vô cái nhàm á, lúc mình nhận nó siết lại nó không vô á. Bỏ cái này ra đi. Anh em test chút xíu một ok. Ngon hơn không? Hết gung rồi phải không? Nãy cho chặt khớp à. Này nên đeo bảo hộ nghe, cỏ nó cắt quá. Bay tứ tung. Rồi bây giờ kiếm cây cứng cứng chút rồi, lớn lớn chút rồi. Giờ mấy cỏ này là coi có dại là ngon lành nè, có cái bụi sậy nè, bụi cây cây trong kia kìa. Nè, bụi nào quất thử rồi. Ngọt không? À, lật hết nè, cây này là sợi rau nè. Cái này giống rễ chanh ta. Cái này phải gắn cái lắp kịch vô được. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Nên là làm thử thì mình làm vậy thôi, chứ còn điện tắt mình phải có cái nắp chụp. Bắn vào chân hay này nọ. À, cây bự nè, quất thử coi. Nó, cây cao cao nè. Đó, lật luôn. Cái này là phải có nắp chụp nha anh em. Phải có nắp chụp là một. Cái thứ hai là phải có kính bảo hộ. Đó, không, nó bay vô mình đứng xa nè. Xa cái 2 mét á. Cỏ nó còn bay vô tới mình đó. Đó. Đây. Ok. Hai lưỡi, lưỡi nào cũng ngon nha. Cắt này chưa chuyên nghiệp, gặp mấy anh chuyên nghiệp ông đưa nhé, cắt góc được. Đúng rồi, mình cắt mình tập không quen. Đó, bụi nè, quất đi. Rồi, quất.
Rồi. Đất cái cây bự luôn. Quá ngon. Cái bây giờ làm cái con này nó đỡ ồn ha. Có con kia mà chạy ầm 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 nó ồn lắm xăng á. Nào bây giờ mình cắt cái cây nha. Cái cây này nó bằng cứng lắm nha, bằng bự hơn bằng con chỏ nha. Cái cây này là khoảng bằng con chỏ mình đó. Nè, cái cây này bằng con chỏ nè, đúng không? Cái cây nè. Cây này bằng con chỏ nè. Cắt ngọt ha. Cắt tận gốc luôn, cắt hai ba cây luôn. Đó, cái khu vực này là anh trồng mai. Trồng mai con rất là nhiều luôn để mà làm cây giống để bán ha. Nè, mai nè, đó mọi người thấy cái mai ha. Nó là cỏ mọc bây giờ rất là nhiều. Rồi bây giờ là mua cái máy cắt cỏ về để mà cắt thì có máy xăng rồi mà chạy ồn quá. Chuyển qua máy pin xài cho nó ngon, đỡ tiết kiệm nhiên liệu của mình nữa. Mà nguyên cái bộ cái máy này á là thân máy là 1.190.000 thôi. Mình mua thêm cục pin nữa. Cục pin nó khoảng tùy pin, bên này thì pin đang lắp cho máy nè là 850.000. Là xài ngon luôn. Thì ở trong cái khu vực mà nó rộng như thế này khoảng 8.000 mét vuông á thì nghĩ chắc vài cục pin á hoặc là hai cục cứ xài rồi xen kẽ với nhau. Hồi nãy pin thì thử là đầy để coi cắt một hồi coi pin nó có dung lượng, nó có cắt bao nhiêu không, nó có giảm bao nhiêu không. Ôi, này. Ok, cắt chơi chơi thôi. Cái con này phải cắt chụp vô rồi bắt đầu đẩy đi cho nó an toàn. Cái máy này với cái máy bữa là động cơ giống nhau, nó chỉ khác nhau cái kiểu thôi. Còn người khách thích cái kia thì lấy cái kia. Cái này á, mình cắt cái này nó là cẩn thận là phải có nắp chụp biết sao không. Nhiều khi mà mình va vô cái cây rễ cây cứng á, nó phản nó giật lại. Hoặc là vô cái đá đó nó giật cái tay ra, nó bay vô chân mình, nguy hiểm. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, quơ, cẩn thận nha. Quơ sát quá. Nhưng mà cái này xài thấy ok đó. Rồi, nói chung là bảo hành 6 tháng, bây giờ cứ chơi đi, có clip thì cứ quay nè. À, nóng không? Không ấm mấy, hơi hơi à. Để coi pin nè. Nãy pin thử là còn 4 cục. Cũng còn, chắc còn nguyên 3 cục. Pin nãy không có thể là không đầy, pin từ nhân xuất chưa sạc. Nên là 3 cục này làm nếu mà mình đẩy đi chắc 20 mét quá à, nửa cục pin chắc làm khoảng 20 mét dài ngang. Một cục hả? Một cục chắc cả 20 mét. Bề ngang này chắc cỡ 8 mét nè. 8 mét dài 20 là nghĩ chắc một cục chắc là cắt được hết cái khoảng này. Nó cắt rồi trong thời gian kia rồi mình nghĩ mình chờ thì mình sạc 2 cục mình đem theo. Cái này máy đi theo máy đi với một cục nha. Pin không không, bên máy là thân máy thôi. Còn pin là bọng là mình mua theo, ví dụ mình mua 2 cục, 3 cục hoặc là mua 1 cục sơ cua nhỏ để mình xài để trong thời gian mình sạc mấy cục kia. Nó một máy là bao gồm là máy nè, lữ tròn, đế, chạy, rồi thêm cái dây cước cho mọi người đó. Đó. Máy thì động cơ bảo hành là 6 tháng. Này mình không có bảo hộ nên là mình không quay sát cho mọi người coi được. Rồi bây giờ thôi quay qua đây nè, qua đây chỗ nãy cắt nè. Thấy không? Nè nó chưa lũi chân nè, thấy không? Bên kia, bên đây là chưa cắt nha. Còn bên đây là cắt rồi nè, nó chưa lũi chân nè. Những cây cỏ dài thế này, cứng như thế này, cắt ngọt hơn. Ngon lành. Đó, rồi anh em thông tin sản phẩm này có nằm ở dưới đường link ha. Máy này cũng hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Máy 1.190.000 thì mọi người chỉ cần mua thân máy á. Nếu ai có pin rồi thì mua thân máy thôi. Mình trả trước là khoảng 400.000 thôi. Là mọi người nhận cái này. Còn nếu mà mua một máy, một pin, một sạc giống như combo như thế này tầm khoảng 2 triệu nha. Rồi xin chào, hẹn lại bạn trong những video tiếp theo. Nếu có thông tin gì cần mà tham khảo sản phẩm nào cứ bình luận ở dưới. Rồi bên mình sẽ lên những cái clip test thực tế vậy nè để cho mọi người coi luôn là công dụng. Và cái này là đưa cho người dùng test chứ không phải là bên cửa hàng test nữa. Rồi. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ
0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.